Các công xin chào mọi người. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 3306, chó 1. Từ khi hắn vứt xuống sư môn, mặc kệ, đồng thời triệt để sa đọa, trở thành thi tộc một thành viên, một khắc kia trở đi, hắn đã sớm đem hết thảy đều cắt đứt rồi. Hắn cố gắng không để cho mình suy nghĩ lúc trước, quên mất chính mình họ Trương, đồng thời đã từng là Long Hổ Sơn trưởng môn chuyện này. Hắn vốn cho là mình làm đến tâm như bàn thạch rồi, nhưng là giờ khắc này đối mặt Trương Kế Văn vứt cho chính mình một cơ hội cuối cùng, hắn vậy mà do dự. Có như vậy trong nháy mắt, hắn muốn liều lĩnh quỳ xuống đến cùng tổ tiên nhận lầm. Cái gì cũng không cần rồi, dù là bị người tại chỗ đánh chết, chí ít cũng coi là chết có ý nghĩa đi. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này quay đầu nhìn hắn một cái, nói: ngươi nếu là muốn đi, ta liền đưa ngươi đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý từ bỏ tìm Diệp Thiếu Dương cơ hội báo thù. Nội tâm trong nháy mắt kiên định hạ xuống. Mộ Hàn hít sâu một hơi, song Trương Kế Văn cười nhạt một tiếng nói: đa tạ Trương Thiên Sư thanh toàn, nhưng ta đã sớm tự tuyệt đường lui, không còn có khả năng quay đầu lại. Bây giờ ta là thi tộc đứng đầu, không còn là ngươi Trương gia hậu nhân. Tương lai nếu ngươi thắng ta, muốn chém, muốn giết, muốn róc thịt, tuyệt đối đừng hạ thủ lưu tình. Nếu ngươi các loại rơi vào trong tay ta, cũng sẽ không có kết cục tốt. Nói xong, trên mặt của hắn tràn ra một cái nụ cười tà ác. Hắn buông xuống chấp niệm, có thể bình tâm, tĩnh khí mà đối diện Trương Kế Văn rồi. Trương Kế Văn nghe được hắn nói như vậy, lửa giận ngược lại, lắng lại rồi. Nhìn qua Mộ Hàn, chậm rãi nhẹ gật đầu nói ra: rất tốt. Quay người đối với chư vị tu la giới đại lão nói ra: chư vị cho chút thể diện, tương lai nếu là cầm đến đây người, nhất định đưa cho ta, ta muốn đích thân thanh lý môn hộ. Mộ Hàn cũng không để ý đến hắn nữa, ngược lại đối mặt Thanh Vân Tử nói ra: Diệp Thiếu Dương ở đâu? Thanh Vân Tử nhún vai, liếc mắt Nhuế Lãnh Ngọc một cái nói: ngươi cần phải đến hỏi nàng, ta cũng muốn biết Thiếu Dương ở đâu. Chúng ta trăm phương ngàn kế trở lại dân quốc, kết quả không có cứu ra Thiếu Dương, ngược lại mang hắn về, còn dựng vào hai người. Hắn xong Mộ Hàn cười cười: bất quá ta cảm thấy cái này đối với ngươi là chuyện tốt. Thiếu Dương không tại, ngươi có thể nói khoác mà không biết ngượng khoác lác, nói báo thù một loại lời nói. Vạn nhất hắn thật tại, ngươi không phải muốn bị đánh mặt.
Nói xong chính mình cười lên ha hả. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn qua Thanh Vân Tử cười lạnh nói: Sư phụ, ngài là đắc đạo người, không nghĩ tới lời nói dối nói đến như thế có thứ tự. Diệp Thiếu Dương ở phía trước ta đi ra, ta đều trở về, hắn chẳng lẽ không có trở về hay sao? Thanh Vân Tử sửng sốt một chút nói ra: Nếu là hắn trở về, ta vì cái gì không có gặp? Cái này có cái gì không dám thừa nhận? Đạo Phong trở về thiên hạ đều biết, ta còn ước gì Thiếu Dương tranh thủ thời gian trở về trọng chỉnh pháp thuật giới đâu. Nhuế Lãnh Ngọc nghe thấy lời này cảm thấy cũng là nao nao. Nàng vốn cho rằng Diệp Thiếu Dương là trở về, nhưng mình từ đường hầm không gian thời gian đi ra lúc cũng đích thực không có nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ hắn thật không có trở về? Mặc kệ là thật là giả, từ Thanh Vân Tử trong miệng khẳng định là nghe không được một câu nói thật. Lại nói chính mình cũng không phải đến nghe ngóng Diệp Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này cúi người nhìn qua, ở vào mảnh này thiên không thành, phía dưới đầu kia thật dài minh hà, dùng một loại 10 phần có lực xuyên thấu thanh âm nói ra: Minh Hà Tổ Sư, ta hôm nay đến riêng phá trận thả ngươi ra ngoài. Bây giờ thế công đã thành, còn cần ngươi phối hợp thì cái. Thanh âm xuyên thấu máu loãng thẳng tới Minh Hà tầng dưới chót. Minh Hà lão tổ phản hồi tại nửa phút sau đó đến nơi. Nguyên bản nhìn qua coi như bình tĩnh Minh Hà đột nhiên trở nên sôi trào mãnh liệt, mặt bằng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Tại chiến trường phía dưới, hồng thủy chạm tới nhìn không thấy phong ấn tường, bọt nước cuồng quyển triển khai tiếp tục không ngừng ăn mòn, nhìn qua không có thay đổi gì. Thế nhưng chút tọa trấn ở trên đảo các đại lão lại cảm thấy áp lực cực lớn, chỉ có thể phóng thích càng nhiều pháp lực đến tăng cường phong ấn cường độ. Nhưng kết quả này cũng chỉ là trì hoãn ăn mòn mà thôi. Vô Cực Quỷ Vương, cái này là lần đầu tiên đến thăm ta tu la giới đi, hoan nghênh a. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tăng nhân từ trong đám người đi tới, lẳng lặng nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc. Tiếp dẫn đạo nhân. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn qua hắn cười nhạt một tiếng. Quả nhiên là hào kiệt, lúc này mới trở về mấy ngày liền lấy Phong Đô thành, thành tựu vạn thế vô song cơ nghiệp. Bất quá Quỷ Vương cũng quá nóng lòng, cái này lại để mắt tới ta tu la giới, lại là muốn nhất thống tam giới lục đạo sao? Nhuế Lãnh Ngọc mật thiết nhìn chăm chú lên chiến cuộc, không để ý tới hắn. Hắn những Thái Âm Sơn kia
thủ hạ cùng một mảnh đen kịt, cương thi cùng một chỗ ngay tại chăm chỉ không ngừng hủy diệt tinh thần đại trận. Cái này hồi lâu công phu bọn hắn đã ăn mòn ra mấy cái thân vị khoảng cách, đem chiến tuyến hướng phía trước tiến lên. Tu La đạo chư thần cùng bọn hắn cách một khoảng cách. Lấy nhân gian tiêu chuẩn để cân nhắc, có chừng 100 mét. Bọn hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn cách đó không xa phát sinh hết thảy, nội tâm mặc dù gấp, lại một chút biện pháp cũng nghĩ không ra. Nếu như bọn hắn ra ngoài, lấy thực lực của bọn hắn, đích thực có thể đồ sát rất nhiều cương thi. Nhưng là vô cực quỷ vương trước mắt đang nhàn rỗi, bọn hắn nhóm này đại lão mặc dù từng cái đều rất mạnh, nhưng khoảng cách vô cực quỷ vương đều có khoảng cách. Coi như một người có thể giết mấy trăm hơn ngàn cái cương thi, chỉ cần bị vô cực quỷ vương bắt giết một người, đó cũng là không có lời mua bán. Chư vị đi theo ta. Tiếp dẫn đạo nhân quay người rời đi, mọi người theo sau đi vào cách đó không xa một hòn đảo bên trên. Ở trên đảo có cái người mặc áo trắng, người ngay tại khống trận. Nhìn kỹ hắn cũng không mặc lấy toàn thân áo trắng, mà là một thân màu trắng lông chim. Hắn là một con ưng, lại mọc ra một tấm nhân loại mặt, ánh mắt 10 phần thâm thúy mà hung ác. Hắn là Tu La giới 7 đại tiên hiền, một trong danh hào ở nhân gian như sấm bên tai, Lôi Chấn Tử. Bất quá mặc kệ là hình tượng bên trên hay là nhân sinh kinh lịch bên trên, đều cùng người ở giữa có quan hệ. Hắn truyền thuyết khác rất xa, duy nhất giống nhau địa phương là hắn thật rất mạnh. Nhiều năm trước chính là vô cực cảnh giới. Kỳ thật 7 đại tiên hiền đều có dạng này tuyệt thế thực lực, chỉ là Tu La giới đối với thế giới khác mà nói vẫn luôn phi thường phong bế. Bọn hắn từ khi tới Tu La giới sau đó lại một mực không đi ra ngoại giới, thậm chí không biết bọn hắn tại Tu La giới như thế nào. Lôi Chấn Tử ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút hỏi: rất nguy hiểm, chúng ta trước thảo luận, ngươi trước tiên bận bịu lấy. Tiếp dẫn đạo nhân khoát khoát tay nói ra, hắn thường xuyên đi nhân gian tản bộ, cùng Thanh Vân Tử bọn hắn đương đại qua đây người một dạng, nói chuyện đều ưa thích dùng đương đại người thói quen, dùng khẩu ngữ. Lôi Chấn Tử thế là một bên làm phép khống trận, một bên nghe bọn hắn nói chuyện. Bọn hắn 7 đại tiên hiền tại 36 tòa thiên cương tinh bàn bên trong lại khống chế nhất hạch tâm nhất 7 tòa hòn đảo, chính là Bắc Đẩu Thất Tinh. Lôi Chấn Tử khống chế Bắc Đẩu Thất Tinh, Mộ Thiên Quyền Tinh. Tiếp dẫn đạo nhân cùng bọn hắn cùng một chỗ thảo luận, mặc dù phong ấn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Dù sao bọn hắn khống trận, chữa trị tốc độ không đuổi kịp pháp trận bị phá hư tốc độ, nhất định phải nghĩ cái hữu hiệu biện pháp mới được. Chớ nhìn bọn họ cả đám
đều rất mạnh. Nhưng ở phương diện này, kỳ thật biện pháp không nhiều. Nói cho cùng là trăm ngàn năm qua, tu la giới cho tới bây giờ, không ai dạng này trắng trợn bị công kích qua. Bọn hắn cũng không có làm tốt phương diện này dự án. Cũng là vô cực quỷ vương lá gan quá lớn. Nếu không, loại sự tình này bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua. Mình xin phép nghỉ một chút. Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3307. Chó nhị. Thảo luận một hồi cũng không có gì rất biện pháp tốt. Lúc này một cái đầu bên trên sừng dài nữ tử từ trong sương mù dày đặc chui ra, tìm tới tiếp dẫn đạo nhân, nói cho hắn biết không giới Trung Sơn Vương tới, còn có Đạo Phong đều tại Vũ Hóa Thạch phụ cận chờ lấy. Mỗi người bọn họ đều mang theo không ít thủ hạ, nhưng bị không gian phong ấn chi lực ngăn ở không giới. Cái kia một bên không có cách nào qua đây. Trung Sơn Vương cùng Đạo Phong yêu cầu đem bọn hắn đều đưa tới cùng một chỗ thủ hộ tu la giới. Tiếp dẫn đạo nhân thế là nhường hắn đi mở ra không gian cách ngăn, thả bọn họ trải qua tới. Trên đầu sừng dài nữ tử lập tức đi. Kết nối không gian cách ngăn mở ra, tứ bảo một đám người toàn tiến đến rồi. Bọn hắn là tại Lâm Tam Sinh nơi đó nhìn thấy Đạo Phong xuyên qua sương mù dày đặc đi tới tòa này như thiên không thành nơi bình thường. Tứ bảo bọn hắn đều là lần đầu tiên đến, trước mắt cái này chỉ có tại anime trong phim mới thấy qua mộng ảo địa phương, mang cho bọn hắn rung động thật lớn. Đứng ở trên Vũ Hóa Thạch, ngơ ngác nhìn qua bốn phía. Chư vị, xin mời bên này. Một cái phi thường dễ nghe cô nương thanh âm từ trong sương mù truyền đến, hấp dẫn đoàn người tầm mắt. Định thần nhìn lại, là một người mặc cẩm y cô nương, nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi, xinh môi hồng, sinh môi hồng răng trắng, cho người ta lớn nhất cảm giác chính là dáng người 10 phần cao gầy. Một đôi mắt to tràn đầy linh tính, tiên khí 10 phần cảm giác. Oa, tiểu mã ngụm nước, lập tức liền muốn ra rồi. Lúc này hắn mới chú ý tới cô nương trên đầu mọc ra một đôi thủ chỉ dáng dấp sừng, phía trên có 3 cái xẻ tà, nhìn qua tuyệt không đột ngột, có điểm giống là đeo đồ trang sức, ngược lại lộ ra rất đáng yêu. Tiểu mã 10 phần hèn mọn, nhớ tới trong quán bar thỏ nữ lang, nhịn không được hỏi: muội tử, ngươi là tiểu long nữ sao? Muội tử trừng mắt liếc hắn một cái, xem ở hắn cách là cứu binh phân thượng, không có phát tác, quay người hướng phía trước rời đi. Đạo Phong một đoàn người theo sát phía sau. Nàng không phải là long nữ, nàng là nai trắng tu luyện thành tinh, tên là Yểu Điệu.
Trên đầu đó là sừng hươu, không phải sừng rồng. Lâm Tam Sinh nhỏ giọng đối Tiểu Mã giải thích. Bạch Lộc Tinh a, trách không được cái chữ cao như vậy. Yểu điệu cái này tên cũng thật sự là xứng đáng. Ai nha, trêu đến ca hiện tại trong lòng liền nghĩ có nai vàng ngơ ngác. Lâm Tam Sinh hung hăng nguýt hắn một cái nói ra, ngươi tốt nhất miệng thành thật một chút, nơi này không ai là ngươi có thể đắc tội nổi. Tiểu Mã thè lưỡi, một đoàn người rất mau tới đến Lôi Chấn Tử chỗ tồn tại hòn đảo. Sư phụ, Đạo Phong trước cùng Thanh Vân Tử chào hỏi. Lâm Tam Sinh tử bảo bọn hắn cũng đều quá khứ chào hỏi. Thanh Vân Tử tiến đến Đạo Phong bên tai hỏi, bên trong tiểu tử đâu, không có nhường hắn tới. Được, Thanh Vân Tử yên tâm, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng không đói hoài tới khách khí. Tiếp dẫn đạo nhân hướng Lâm Tam Sinh đi đến nói, Trung Sơn Vương, có biện pháp nào? Cá nhân hắn thực lực cùng địa vị có thể dây Lâm Tam Sinh mấy con phố, nhưng mưu trí phương diện hắn biết mình kém xa, cho nên không ngại học hỏi kẻ dưới. Đây mới là có đại trí tuệ biểu hiện. Tòa đảo này tại rời xa chiến trường, tiền tuyến chỗ cao, từ nơi này có thể quan sát đến chiến trường toàn cảnh. Lâm Tam Sinh quan sát hồi lâu nói ra, chiến cuộc mấu chốt tại Vô Cực Quỷ Vương, chỉ có ngăn chặn hắn mới có nghịch chuyển chiến cuộc hy vọng. Nếu không, dạng này bị từng bước xâm chiếm xuống dưới, sớm muộn cũng có một ngày phong ấn sẽ bị hủy diệt. Dù sao bọn hắn có vô hạn thời gian. Bên cạnh Tinh Nguyệt Thiền Sư hỏi, Quỷ Vương quá mạnh, coi như chúng ta những người này đều ra ngoài cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lâm Tam Sinh không có trả lời, tiếp tục quan sát chiến cục. Đoàn người đều nhìn hắn không nói một lời. Quỷ Vương thủ hạ cái này mấy chục người cũng đều không phải kẻ yếu. Lâm Tam Sinh thì thào nói ra, đồ đần cũng nhìn ra được. Tiểu Mã trả lời một câu, người khác đều không có nói chuyện. Mọi người đều biết Lâm Tam Sinh nói như vậy nhất định là có nguyên nhân. Lâm Tam Sinh lại quan sát một lát nói ra, hiện tại khó xử là chúng ta không thể đi ra ngoài. Vô Cực Quỷ Vương một mực không có động thủ, hắn liền đang chờ lấy chúng ta mở ra phong ấn, ra ngoài giết người. Hắn đến lúc đó nhất định sẽ thừa cơ tiến đến, vậy chúng ta liền thả hắn tiến đến. Cái này như thế nào cho phải? Tinh Nguyệt Thiền Sư cả kinh nói. Lâm Tam Sinh xoay người đến hỏi tiếp dẫn đạo nhân, tu la giới mạnh nhất là ai? Có mấy người? Bảy đại tiên hiền, trước mắt ngươi chính là một cái. Tiếp dẫn đạo nhân quay đầu nhìn về phía Lôi Chấn Tử. Lâm Tam Sinh nghe tiếp dẫn đạo nhân đối bảy đại tiên hiền giới thiệu, đối Lôi Chấn Tử chắp tay nói ra, Lôi thần, để cho ngươi giao đấu Quỷ Vương như thế nào? Lôi Chấn Tử nhíu lông mày nói ra, ta đánh không lại hắn, nhưng không sợ đánh một trận. Lâm Tam Sinh gật gật đầu, đối đoàn người nói ra kế hoạch của mình. Làm như thế quá nguy hiểm. Sau khi nghe xong, có người lập tức kháng nghị nói, những người còn lại cũng đều nghẹn họng nhìn trân trối. Lâm Tam Sinh nhìn quanh tả hữu nói,
Vậy các ngươi còn có những biện pháp khác sao? Tiếp tục như vậy, pháp trận sớm muộn cũng sẽ bị ăn mòn. Đến lúc đó coi như muốn đánh cược một lần, đều không có cơ hội. Đoàn người lẫn nhau nhìn quanh sao, đều không nói lời nào. Lôi Chấn Tử nói, cứ làm như thế, liều một cho lần. Kết quả như thế nào cũng xứng đáng cái này một thân tu vi. Bọn hắn cũng tới. Mộ Hàn xa xa nhìn qua chỗ sâu hòn đảo, gặp được đạo phong cái kia người liên can, tầm mắt trong bọn hắn ở giữa tìm kiếm lấy, nói ra Diệp Thiếu Dương không đến. Diệp Thiếu Dương coi như tới, ngươi là đối thủ của hắn sao? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn không chớp mắt, từ tốn nói, ta một mực chờ chính là một ngày này. Sẽ có một ngày như vậy, nhưng không phải hôm nay. Mộ Hàn nhìn qua một bên mặt của nàng, không nói gì nữa. Hắn biết cái mới nhìn qua này yếu đuối, thậm chí tràn ngập mê người phong tình dưới thân thể, là một cái cường đại đến không thể địch nổi linh hồn. Đừng nói là hắn, liền xem như chủ nhân của hắn, nữ bạt cũng không dám ở trước mặt nàng lỗ mãng. Nhưng hắn hay là muốn thử một lần, dù sao cùng với nàng đơn độc chung đụng cơ hội không nhiều, nữ bạt không tại, khả năng này là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn hít sâu một hơi nói, Quỷ Vương, nếu ngươi giúp ta lên làm Thi Vương, ta sẽ vĩnh viễn trung thành với ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc không có trả lời, chờ lấy hắn nói đi xuống. Nữ bạt trời sinh chính là cương thi, lúc trước ngươi cũng ý đồ lung lạc bọn hắn, nhưng nàng chẳng thèm ngó tới. Nàng là Thi Vương, loại kia tự cao, thanh cao tôn quý, nhường nàng vĩnh viễn không có khả năng thực tình đối ngươi. Ngươi nếu đem thi huyết cho nàng, nàng nhất định sẽ không toàn tâm toàn ý đối ngươi. Nhưng ta không giống nhau, ta không còn gì cả. Tại Thiên Khí Sơn ta cũng chỉ là nàng một bộ trai lơ, ta không có cái gì. Cho nên ta sẽ đối với ngươi vô cùng trung thành, đem toàn bộ thi tộc đều giao cho ngươi. Nói đến đây, hắn ngậm miệng lại, muốn chờ Nhuế Lãnh Ngọc nói chút gì. Nhưng chờ thật lâu, Nhuế Lãnh Ngọc cũng không có mở miệng. Ngay tại hắn có thụ dày vò thời khắc, Nhuế Lãnh Ngọc nói chuyện. Nếu như ta nói cho nữ bạt, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, ngươi sẽ không? Ồ. Thứ nhất, loại này châm ngòi ly gián việc nhỏ, ngươi căn bản không hứng thú đi làm. Thứ hai, ngươi sẽ thận trọng cân nhắc ta. Ta so nữ bạt thích hợp hơn làm ngươi một đầu trung thành nhất chó. Nàng là Thi Vương, nàng không đảm đương nổi chó, mà ta có thi tộc trợ giúp, Quỷ Vương muốn nhất thống tam giới sẽ dễ dàng rất nhiều. Wow, video này hay quá các bạn, chuyện một này hay quá. Sắp đánh nhau cực to luôn rồi chứ không phải là to nữa. À, thằng Mộ Hàn này đúng là đồ con chó. Tạm biệt mọi người.